thiệt. Nó lên chén không coi. Đây là thợ nấu ở quà. Còn cái chị đó là khét quay bát kìa. Quà tấn. Mày đứng lại đó đi ghê mày. Ghê đâu, nó còn đăng lên đó. Đăng lên theo đường. Ghê đâu, ghê đâu. Đó, đẹp, quá đẹp. Chính tao mà chính đẹp thiệt chắc. Cô đó là xuống quách à. Đó. Đó, đây đám em giỡn miền Tây. Đúng vậy. Rồi sao giới thiệu không hả? Giới thiệu cái này cái gì? Cá bông. Giờ với mình lát nữa mình vô qua đó. Trời ơi. Cá dầu qua. Cá dầu nhiên mậu. Cá dầu cũng qua. Đó, cũng qua đây. Ngày sáng quê nhà. Đồng Tháp. Gà của gà. Đây là các gì đang làm đây. Sao? Nói. Giới thiệu. Giới thiệu. Này làm gì em? Xếp tay anh á. Nồi kho hộp vịt quá khứ. Có hai bà là bà tân phiên lóc lóc. Chợ nay ăn không rồi đi. Bà có phải là hành bà. Cá này mấy ký vậy hả mà? 5 ký. 5 ký rồi. Gà mấy ký mà? Hả? Mấy ký vậy? Này là cái gì vậy? Nó sen. Nó sen làm cái gì? Đậu đũa xào đậu que xào thịt con ơi chứ có gì đâu quay con quay hết chứ bốn mươi lít còn gà gà hả thôi này là gì em? Khơi cơm nguội. Phải không à? Rồi về đợt đó tính rồi đi nữa thì tụi tôi không cho đi. Thôi ở nhà đi nuôi tôm nhiêu lo coi chi. Chiều nay ăn thì okay, về có ăn nước không? Nay nói nè, Ma đang quay nè. Em ơi lấy cho mẹ kéo em ơi. Nè em đang quay nè. Trời ơi, quá luôn. Nó. Đó là bà Tư ở xã Hoài An đó, bằng con cá đó trời. Nó là vợ bà Tư Thượng đó. Còn nhiều đó. Quay lại các bạn ơi, nhìn chị Tư tôi đang ướp con cá 6 ký nè. 6 ký. Quan trọng là lẫn cái khúc đuôi mất tiêu rồi. Còn được có 6 ký mà còn có nhiều 6 ký. Khám đi về chứ không bỏ được. Có ai uống thì chơi luôn. Có ca hát đi.